Có tin đồn Vũ Cát Tường là đại gia bất động sản. Ủa ai đồn rồi? Không chứ không có đâu bạn ơi. Trời ơi, đồ mua 150, 170 mà chợ xài thôi, chung là xài. Tường chỉ có âm nhạc. Nhưng thực tế thì xài đồ 150, 170 Vũ Cát Tường đồng.